lại phá giá thị trường mẫu uh, tủ lạnh 735 lít model 2024 của Hitachi. Chào các bạn, tôi là Bùi Huy. Đã có một clip tôi lên uh, với nội dung là phá giá thị trường cái mẫu tủ lạnh này. Trong clip trước thì cái mẫu uh, 735 lít này thị trường đang bán là 73 đến 78 triệu thì không Nhật Bùi Huy bán ra mức giá là 70 triệu. Hiện tại bây giờ không Nhật Bùi Huy đang có thêm một cái chính sách kép Đấy chính là ngày hôm nay Nếu như ai mà đặt hàng Nghĩa là đặt cọc trước ấy, Cái mẫu tủ lạnh 735 lít này Thì khách hàng sẽ nhận được Một cái voucher giảm giá 2 triệu Có nghĩa là khách hàng chỉ phải mua mẫu tủ này Với mức giá là 68 triệu thôi Và tất nhiên rồi Đây là một mức giá cam kết bao rẻ nhất thị trường Các bạn đã mua về nhà rồi Cho dù là trả tiền rồi Đấy mà thấy một đơn vị nào khác Bán giá rẻ hơn Thì tôi sẽ có trách nhiệm là chuyển khoản lại để trả lại tiền các bạn Nên các bạn hoàn toàn yên tâm Hôm nay thì rất là hoan hỉ Ngay đầu giờ sáng thì có một anh khách ở dưới Hải Phòng Đấy anh lên anh mua hàng Anh ấy mua một con tủ 735 lít Model 74T Model của năm 2024 Đấy tôi đang bóc ra để tôi kiểm tra hàng Trước khi đóng lại để giao về Hải Phòng cho khách Và đơn hàng này thì sẽ có thêm một cái máy giặt nữa Hàng mới nguyên thùng của Toshiba Cũng là model mới nhất của năm 2024 Đấy, thường thường thì chúng ta thấy là Hải Phòng sẽ là một cái nôi của hàng Nhật, đúng không ạ. À, nhưng mà hiện nay thì nó không hoàn toàn là như vậy. Những cái năm trước thì hàng nội địa Nhật được về cảng Hải Phòng. Thế nên Hải Phòng là cái địa điểm mà được tập kết rất nhiều hàng nội địa. Thế nhưng mà đã nhiều năm trở lại đây rồi, thì hàng nội địa Nhật không còn được về cảng Hải Phòng nữa. Thế nên là các cái địa phương khác cũng là như nhau thôi. Chứ Hải Phòng không còn cái lợi thế về hàng nội địa Nhật nữa các bạn ạ thế nên là khách ở hải phòng nên hà nội mua hàng là rất là bình thường đấy anh nên anh có chia sẻ là anh mua cả tủ lạnh lẫn máy giặt thì là đều mua hàng mới nguyên thùng thế nên cái điều anh quan tâm nhất là về giá Đấy, cứ giá rẻ thì anh mua Tại vì đã là hàng mới nguyên thùng mà lại model 2024 chúng ta hoàn toàn yên tâm luôn Không sợ cái vấn đề là hàng trưng bày hay là hàng lỗi hàng nhất gì đâu các bạn ạ Hàng lỗi nó tiêu hủy ngay, nên các bạn hoàn toàn yên tâm Còn hàng trưng bày thì chưa đủ thời gian để trưng bày Trưng bày nó phải ít nhất là kỳ hạn 6 tháng nhưng thường thường sẽ là 1 năm Bắt đầu nó mới có hàng trưng bày Thế nên là các bạn hoàn toàn yên tâm khi chúng ta mua những cái mẫu đen mới này Đấy và anh đã tham khảo rất nhiều nơi rồi Thì thấy em là bán rẻ nhất Nên là lý do là anh từ hải phòng lên đây mua hàng của em và bây giờ thì tôi sẽ mời các bạn cùng với tôi Chúng ta sẽ đi xuống Hải Phòng để xem nhà anh khách này như thế nào Vì theo như tôi được biết thì nhà anh khách này thì có một cái diện tích cực kỳ rộng Đấy, Chúng ta hiện tại đang có mặt ở Hải Phòng rồi các bạn ạ Đúng là Hải Phòng thì không lòng vòng Lên mua một đơn hàng hơn 100 triệu chỉ trong vòng khoảng 5 phút thôi Đấy, Chúng ta nhìn thấy cái nhà của anh rất là đẹp đúng không ạ Nguy nga lộng lẫy luôn Nhà rộng, khuôn viên cũng rộng Thực sự là ở những ngôi nhà như này là một ngôi nhà mơ ước luôn các bạn ạ. Đấy bây giờ ở nhà đẹp cũng không bằng khuôn viên rộng. Nhà anh đang hoàn thiện thôi chứ cái khuôn viên này mà sau này mà nó lên hoàn thiện thì tôi nói các bạn là nhìn cứ gọi là mơ ước luôn. Cực kỳ rộng luôn các bạn ạ. Tiểu cảnh quá đẹp luôn. Rộng đi mỏi chân không hết đất. Nhà anh thì chưa hoàn thiện các bạn nhé, chưa hoàn thiện, đang đi vào hoàn thiện thôi. Anh khách có chia sẻ là sợ cuối năm mà khi nhà anh hoàn thiện xong ấy thì lại uh, những cái mẫu hàng này nó lại hết thế nên là để mà đảm bảo cho cái công việc nó được suôn sẻ thì anh sẽ mua luôn từ bây giờ anh để vào trong nhà đấy và lúc cần là chỉ sử dụng thôi nếu các bạn có nhu cầu về hàng nội địa nhật thì các bạn hãy liên hệ với tôi để tư vấn nhé cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau